Dựa vào đại cuộc 16 tháng 9 năm 2020, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kính yêu nhất lại ân cần dành thời gian trong kỳ bế quan thiền sâu của Ngài để nói chuyện với đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Trong buổi hội thảo vào thứ Tư ngày 16 tháng 9 năm 2020, Sư Phụ trả lời một số câu hỏi liên quan đến nhiều chủ đề mà những công dân quan tâm trên thế giới đang lưu tâm đến, bao gồm nhiệm kỳ của Ngài Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng các vấn đề liên quan được nêu lên bởi giới truyền thông và công chúng. Thế giới đang thiếu các chính trị gia lỗi lạc, nên chúng ta chỉ biết chấp nhận những gì hiện có. Dù ông ấy không tốt, nhưng ông đâu phải thánh nhân. Tổng thống không phải là thánh nhân. Ông làm những gì ông nghĩ là tốt nhất, hoặc những gì ông được các phụ tá khuyên nên thực hiện. Dù cá tánh hoặc tính cách ông thế nào, đó cũng tùy thuộc vào giáo dục, bối cảnh và gia đình của ông. Vì vậy, quý vị không thể chỉ trách một mình ông ấy thôi. Cho dù nhiều cuốn sách quý vị nói cũng viết về ông hoặc gia đình ông chống lại ông và đủ thứ, nhưng đó chỉ là những chuyện cá nhân. Và đó là quá khứ. Quý vị phải nhìn vào hiện tại và tương lai. Thế thì hãy nói về những việc làm tốt của ông. Như ông đã làm trung gian hòa giải cho hòa bình Đại Hàn. Điều đó tránh chiến tranh nguyên tử. Và rồi, bây giờ ông làm trung gian hòa giải cho hòa bình Trung Đông. Điều này đang diễn ra và thành công. Rồi ông ngăn chặn nạn buôn người hoặc ít nhất ông quan tâm đến điều đó. Tất cả điều này rất quan trọng cho toàn thế giới. Ít nhất ông làm việc tốt cho thế giới. Ông đã tạo hòa bình. Điều đó có nghĩa là đã cứu, quý vị không biết đâu, vô số sinh mạng. Và điều đó có lẽ giúp ông kiếm được công đức để trở thành tổng thống lần nữa, ai biết được. Ít nhất ông không gây chiến. Ông không lãng phí sinh mạng của người Hoa Kỳ nơi đất khách. Làm người lính nơi đất khách quê người, xa gia đình, bạn bè, bạn gái hoặc vợ, con thì không vui thú gì. Không vui chút nào. Cho nên, nếu ông rút quân từ các nước khác về, điều đó đáng hoan hô. Hành động vô cùng đáng khen. Và nếu ông cố gắng hòa giải trong nhiều quốc gia, thì đó là điều đáng ca ngợi khác. Thế nên, tôi biết một số quý vị không tán thành. Tại sao tôi lại trao ông giải gương lãnh đạo hòa bình sáng ngời thế giới? Nhưng tôi không hối tiếc. Tôi nghĩ ông đã làm việc tốt về lĩnh vực này. Có thể ông đã gây một số lỗi lầm về mặt chính trị hoặc lĩnh vực khác như về môi trường, nhưng ông là một doanh nhân. Ông nghĩ những gì mà doanh nhân nghĩ. Vì vậy, có thể ông đối xử với quốc gia như một doanh nghiệp. Bất cứ điều gì tốt cho người Hoa Kỳ, tốt cho đất nước thì ông làm. Với cái giá là quan điểm không thuận lợi từ người khác, từ phe đối lập, cũng như từ những nhà môi trường hoặc những nhà nhân đạo, hay là một số nhà báo nhân từ. Nhưng ông phải làm những gì ông nghĩ là nên làm vì doanh nghiệp, tổng thống của ông. Điều đó không dễ. Ông chỉ là con người, và điều đó cũng tùy thuộc vào ông có cố vấn giỏi hay không. Quý vị phải xem đại cục của một người. Những gì ông làm có tốt cho thế giới hay không? Không chỉ cho người Hoa Kỳ, không chỉ cho một nhóm. Tất cả những điều ông làm mà không đúng, theo như báo chí và người dân, điều đó có thể vì bối cảnh của ông. Nhưng cho dù có bối cảnh xấu, ông cũng đã thoát khỏi bối cảnh đó và đã làm một số việc tốt. Những việc lớn lao, quan trọng, tốt đẹp cho thế giới. Đó là không gây bất kỳ cuộc chiến nào và ngừng chiến tranh và tạo hòa bình. Đó là ba bước rất khó thực hiện. Ông cầu nguyện mỗi ngày cho hòa bình. Đó là những gì tôi biết bên trong. Thiên đàng đã nói với tôi rằng ông cầu nguyện cho hòa bình. Quý vị không thể gạt Thượng Đế. Quý vị không thể che mắt thiên đàng biết. Dù sao, hòa bình là điều quý giá nhất mà bất kỳ tổng thống nào có thể mang lại cho quốc gia mình và thế giới. Tôi chỉ hy vọng người dân Hoa Kỳ tha thứ cho ông về bất cứ những gì mà họ nghĩ ông đã làm sai, nếu ông có làm sai.
Và tôi chỉ hy vọng rằng họ sẽ chọn người tốt cho họ và tốt cho thế giới. Và tôi chúc các ứng cử viên mọi điều tốt nhất trong ân điển của Thượng Đế và rằng bất cứ điều gì Thượng Đế đã chọn, điều đó sẽ được thực hiện. Không ai thực sự có thể thực sự chọn một tổng thống, dù thế nào đi chăng nữa, vì đó là nghiệp của cả quốc gia hoặc Thượng Đế đã chọn. Sư phụ cũng nói về chủ đề tâm linh bao gồm cõi tâm linh mới và các vũ trụ bóng khác, cũng như lời khuyên của Ngài trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang diễn ra trên toàn thế giới liên quan đến cảnh sát. Thật tốt là quý vị đặt câu hỏi này, bởi vì tôi thực sự cảm thấy đau lòng. Tôi cảm thấy đau lòng cho những người gọi là nạn nhân của cảnh sát, cũng như chính cảnh sát nữa. Tôi phải nói thẳng với quý vị rằng, trước hết, chúng ta cần cảnh sát. Hủy bỏ ngân sách dành cho cảnh sát hoặc hủy bỏ lực lượng cảnh sát không phải là giải pháp. Sự hiện diện của cảnh sát là cần thiết trong xã hội chúng ta tại thời điểm này. Đó là điều quan trọng nhất. Thứ hai, cảnh sát là tài sản tốt, quý giá của bất kỳ quốc gia nào. Họ đã được đào tạo để làm nhiều việc. Họ thậm chí có thể đỡ đẻ. Ý tôi nói, nếu họ phải làm vậy trong trường hợp khẩn cấp, và họ có thể thực hiện hô hấp nhân tạo để giúp những người bất tỉnh, hoặc ngay cả trẻ sơ sinh hoặc trẻ em. Chúng ta nên rất biết ơn cảnh sát ở bất cứ nơi đâu. Mọi người phải biết, thế giới này không hoàn hảo, cho nên chúng ta phải lấy đa số. Nếu đa số điều thiện lành vượt trội hơn thiểu số tiêu cực, thì chúng ta phải chấp nhận nó. Như trong căn nhà của quý vị, một góc của ngôi nhà bị hỏng thì quý vị đâu cần phải phá hủy cả căn nhà. Quý vị chỉ cần sửa lại góc đó thôi. Thế nên, tôi nghĩ mọi người nên suy nghĩ kỹ và hãy để cảnh sát làm việc của họ. Anh ấy đã có mặt tại đúng nơi vào đúng thời điểm. Công việc của cảnh sát, tôi nghĩ, nguy hiểm hơn cả người lính trên chiến trường. Bởi vì những chiến binh, họ không đến rất gần người gọi là kẻ thù để bắn. Nhưng cảnh sát, họ phải đối diện chỉ vài mét, hoặc thậm chí đối mặt trực tiếp. Họ ở trong những tình huống nguy hiểm hầu như mọi lúc. Họ không thể suy nghĩ ngay tức khắc, họ không thể. Họ không ở trong vùng an toàn để suy nghĩ, do đó họ có thể bắn, và đó có thể là một sai lầm. Vì vậy, chúng ta cần phải cân nhắc tất cả những điều này và cho cảnh sát một cơ hội, bởi vì tất cả những điều này làm mất tinh thần phục vụ của cảnh sát. Tốt hơn hết là không nên đi ra ngoài chống đối cảnh sát và cướp bóc khắp nơi. Ý tôi nói, không phải tất cả những người biểu tình đều làm điều đó. Chỉ là vì khi quý vị biểu tình và rồi có một số phần tử xấu trà trộn và thừa nước đục thả câu gây rắc rối cho người dân. Cướp bóc, đốt nhà, cơ sở kinh doanh và đủ mọi thứ. Đó không phải là một cách đúng để sửa một điều sai. Quý vị không nên ra ngoài biểu tình trên đường phố. Điều này nguy hiểm cho quý vị. Quý vị có thể lây căn bệnh khủng khiếp này khiến quý vị đau khổ và hành hạ bản thân. Quý vị thậm chí có thể chết vì COVID-19. Và ra ngoài, trong một đám đông lớn như vậy, nhiều điều có thể xảy ra. Quý vị cũng có thể chết. Vì lợi ích của mình, quý vị chỉ nên ở nhà. Nghĩ cách tìm công việc kế tiếp hoặc nộp đơn xin công việc mới nào đó hoặc làm sao chăm sóc gia đình mình và bản thân. Chúng ta không nên gây ra nhiều vấn đề hơn. Khi mọi người đang chết khắp nơi trên toàn thế giới và khi quốc gia đang khổ tâm cần thêm bình tĩnh và an bình để đối phó với vấn đề lớn như đại dịch COVID-19, chúng ta vẫn cần cảnh sát. Cảnh sát cũng đã cứu nhiều người da đen, gia đình da đen, trẻ em da đen. Nếu quý vị xem lướt trên Internet thì có thể sẽ thấy nhiều hơn những gì tôi biết. Thôi, dù sao, đó là thiện kiến của tôi. Nhưng tôi hy vọng một số người lắng nghe và chỉ cố gắng sống đời mình một cách an bình hơn. Xin vô vàn tri ân sư phụ quan tâm nhất cho những thấu hiểu giàu cảm thông của Ngài về các sự kiện hiện tại, các chính phủ và trách nhiệm của Tổng thống và cảnh sát. Cho chúng con tầm nhìn bao quát hơn về các vai trò quan trọng tương ứng của họ trong việc thúc đẩy hòa bình trên thế giới. Trong trí huệ thiêng liêng, mong sao chúng ta luôn tìm kiếm những gì tốt nhất cho cộng đồng quốc tế. Xin kính chúc sư phụ dồi dào sức khỏe, an bình
và mãi luôn được bảo vệ bởi những vị thiên đế vũ trụ nguyên thủy. Để xem toàn bộ hội thảo này với Ngài Thanh Hải Vô Thường Sư, xin mời quý vị đón xem trên tiết mục giữa Thầy và Trò vào một ngày gần đây.